Cũng trong chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Chánh đã có cuộc họp với lãnh đạo các sở ngành, Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành để tiếp tục tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác đo đạc, kiểm kê đất đai phục vụ công tác đền bù tái định cư dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành, thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch trong kết luận tại buổi làm việc với huyện Long Thành vào ngày 15 tháng 5 vừa qua, các tổ đã triển khai công tác đo đạc kiểm đếm đất đai cây trồng, vật kiến trúc của 46 hộ dân thuộc 3 xã, Suối Trầu, Bình Sơn và Long An. Theo kết quả sơ bộ, hầu hết các thửa đất đã đo đều có biến động so với bản đồ hiện trạng được xây dựng trước đây. Trong khi quy định của pháp luật hiện hành, nếu biến động trên thực tế vượt qua 40% thì phải tiến hành đo đạc mới. Mà để đo đạc mới, địa phương phải đấu thầu và công tác chuẩn bị phải mất 2 năm, trong khi thời gian chuẩn bị cho khởi công dự án rất gấp. Để giải quyết vướng mắc hiện nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các lực lượng tiếp tục triển khai đo đạc kiểm đếm gắn với chỉnh lý hồ sơ kỹ thuật theo phương pháp cuốn chiếu đã được chỉ đạo trước đây trong thời gian từ nay đến hết tuần. Cùng với các tổ kiểm kê đo đạc kiểm đếm trên thực tế, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật, bản đồ để có bộ hồ sơ pháp lý đầy đủ, phục vụ công tác, đến giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án. Các sở kế hoạch đầu tư tài chính tài nguyên môi trường tham mưu Ủy ban dân tỉnh xử lý vấn đề tài chính để có kinh phí phục vụ triển khai công việc đã yêu cầu. Do vẫn còn có những nội dung cùng vướng mắc liên quan đến phương pháp triển khai công việc, nên đầu tuần sau, Ủy ban dân sẽ tiếp tục nghe tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến nội dung này.